Đây mình có một cái âm ly hát hò được luôn này nè. Con này là như của Đức hay sao ạ? Của Đức mới bắt chép rồi chỉnh được eco luôn nè. Chỉnh tông được luôn nè ha. Nói chung hàng châu Âu má âm ly hát hò ít lắm nha nè. Lâu lâu cũng có một con hai con. Là mấy cái đài bán dẫn. Cái lò này nè 40 không? 2, 4, 6 cái lò nha nè. Cái đây là của hãng RVC á. RVC. Đó, RVC đúng rồi, RVC luôn nè, không? Này, mấy con này 1 triệu này nè. Anh em gì chịu có vệ sinh nha anh em. Nó ra thấy vậy mà nó hát hết nha anh em. Của Đức luôn. Con này của Đức nè. Con này tính 700 ngàn thôi. Rundit đang ngồi nha. Của Đức nè. Mấy cái đầu đĩa Blu-ray nè, Samsung. Shop còn nhiều nha, shop nhiều lắm nha nè. Shop là của Mỹ, của Đức còn có nè. Là có cặp loa Philips nè. Philips này là Philips của Bỉ, Belgium. Đó. Ba đường tiếng thấy không? Mới tin này không? Gần nữa nè.